Xin chào các bạn, tiếp theo mình gửi đến các bạn trận đấu bán kết 2 giữa Mỏ Cày Bắc và Ba Tri. Trong trận đấu này thì Ba Tri trong đồng phục màu trắng chữ đỏ quần đen, và Mỏ Cày Bắc trong đồng phục màu trắng quần xanh và chữ đen. Ở trong trận thi đấu bán kết 1 thì Mỏ Cày Nam vào chung kết, và Dòng Trơm đồng hạng 3. Trọng tài đang làm các thủ tục để cho hai đội vào sân thi đấu. Ở trong set thi đấu thứ nhất này thì Mỏ Cày Bắc ở trong phục màu trắng ở phía xa màn hình của chúng ta, và đội Ba Tri đang trong phục màu đỏ, xin lỗi, màu trắng chữ đỏ ở phía gần màn hình của chúng ta. Các bạn đang xem video trận bán kết bóng chuyền của giải hậu khẩu cổ động tỉnh Bến Tre năm 2024. Trọng tài đang làm các thủ tục vị trí trên sân để cho hai đội vào sân thi đấu. Ở trong set thi đấu thứ nhất thì đội Mỏ Cày Bắc vào bóng trước. Đập bóng tốt, phòng thủ tốt, không hiểu ý trong pha bóng vừa rồi. 1-0 cho Ba Tri. Đập bóng đi ra ngoài. 2-0 cho Ba Tri. Tấn công tốt. 1-2 cho Mỏ Cày Bắc. Chắn bóng tốt. Phòng thủ tốt. Trong pha bóng vừa rồi rất là lập bập bên phía đội Mỏ Cày Bắc. 3-1 cho Ba Tri. Thủ không tốt bên phía đội Ba Tri. 2-3. Ở những điểm số đầu tiên thì chưa nói lên được điều gì. Hai đội đang bám đuổi nhau từng điểm số một. Thủ 1 không tốt. Tuy nhiên phía đội Ba Tri vẫn đưa ra được phương án tấn công. Là bóng tốt. Tốt bên phía đội Mỏ Cày Bắc. 4-2 cho Ba Tri. Đó, 4-1 không tốt. Cho Ba Tri. Sáu hai cho Ba Tri. Giờ bóng không qua lưới.
3, 6 cho Mới Bắc. Một khoảng cách 3 điểm. Liệu Mới Bắc có giành ưu thế ở trong những pha bóng này để cân bằng điểm số hay không? Bóng dội tay trắng. Tiếp tục là những pha đôi công và dội tay trắng. Lỗi kỹ thuật dính bóng. Bảy ba. Bóng tốt. Bốn bảy. Tốt. 5 7. Xin lỗi. 8 4. Bóng dội lại trắng. Bóng không qua lưới. Đá bóng bước một không tốt. 5 9. Bóng không qua lưới. 6 9. Giao bóng không vào lưới. 10 6 cho Ba Tri. Dính bóng. 7 10. Một bảy. Bóng tốt. 8-11. Một khoảng cách 3 điểm. Liệu Mới Bắc có cân bằng được những điểm số ở trong trận đấu đầu tiên này hay không? Để đưa cho trận đấu hấp dẫn hơn. Bước một không tốt dẫn đến chuyền hai lỗi kỹ thuật dính bóng. Tám xin lỗi 12 8. Một pha xử lý rất tốt. Gõ bóng lỏng của tay đi dài về cuối sân. 9-12. Bóng chạm tay trắng đi ra ngoài. Mười ba chín. Ra ngoài. Một khoảng cách được nới rộng. 14 9 5 điểm. Cho bóng hỏng. 10 14.
3 giờ bóng hỏng. Bóng chạm cọc anten. 15 10. Khoảng cách càng ngày càng được nới rộng. Bóng đi ra ngoài. 16 10. Có vẻ như trình độ của đội bóng Mỏ Cày Bắc thua xa trình độ của bóng Ba Tri. Bóng tốt. 11 16. Liệu có những phép màu nào xảy ra ở trong trận đấu này hay không? Bóng là vạch. 17 11. Số 8 bên phía ở Mỏ Cày Bắc cho bóng đạp vạch. Đội bắt bước 1 không tốt vì vị trí số 8 của bên phía đội Ba Tri. 12 17. Khoảng cách 5 điểm. Trận bóng tấn công rất tốt. Bóng chạm ta trắng đi ra ngoài. 14 18 cho bóng bác. Lúng cũng rất lúng túng của hai đội. Cuối cùng đội Ba Tri bóng không qua lưới. 15 18 cho Mỏ Cày Bắc. Bóng rất tốt. Bóng chạm tay libero đi ra ngoài. 19 15. Tốt bên phía đội Ba Tri. 21 15. Một khoảng cách khá xa. Vừa rồi có lỗi kỹ thuật chạm lưới bên phía đội Ba Tri. 16 21. Hỏng. 22 16. Mười bảy 22. Một khoảng cách 5 điểm. Rất là khó cho Mỏ Cày Bắc để theo điểm ở trong xét đấu này. Bóng tốt, phòng thủ tốt. Bóng chạm tay trắng đi ra ngoài. 18 22 cho Mỏ Cày Bắc. Họ bắt một không tốt của libero. Giao quyền tấn công về cho Mỏ Cày Bắc ở trong pha bóng này. Chẳng bóng tốt.
Vừa rồi số 6 đập bóng chạm tay trắng của bên phía đội Ba Tri. Bóng tốt, phòng thủ tốt. Bóng tốt. 19-23. Có tới 5 set ball dành cho Ba Tri ở trong set đấu nhất này. Bóng giặt viền rất khó chịu. Bóng tốt. Một pha quay tay đập bóng dọc biên biên trái của đội Ba Tri. 20-24. Bóng đi ra ngoài. Kết thúc trận đấu thứ nhất, Ba Tri tạm dẫn trước với tỷ số 25-20.